chào các bạn đã đến với Tom Thiếu Gia. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với tập 6 của anime Quyển Sổ Thiên Mệnh nhé. Nhưng lưu ý với các bạn, video này là tóm tắt phim, do đó sẽ tiết lộ hết toàn bộ nội dung của phim, nên các bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi xem nhé. Khi nhìn thấy lờ phía cảnh sát vô cùng bất ngờ, vì anh khác xa so với những gì mà họ tưởng tượng, một phong cách quái dị mà họ chưa từng thấy trước đây bao giờ. Sau đó họ lôi thẻ tên của mình ra để giới thiệu, lờ liền dùng tay tạo thành súng và bắn họ bạc bạc, khiến cho họ có hơi khó hiểu và ức chế. Anh liền nói nếu anh là Kira thì họ đã xanh cỏ mất rồi. Kira là một kẻ chỉ cần biết họ tên và khuôn mặt là có thể giết người, và chuyện này anh cũng đã từng nói trước đây rồi. Matsuda thắc mắc vụ biết mặt thì anh có nghe rồi, nhưng sao lại còn cần thêm cả họ tên nữa. Cục trưởng bảo những tội phạm bị giấu tên hay bị đưa sai tên lên truyền thông đều còn sống nhăn răng chưa chết thằng nào. Nhưng Matsuda thấy điều đó vẫn chưa đủ để kết luận. Trước khi bắt đầu bàn bạc thì L bắt cả bọn tắt hết các thiết bị liên lạc và để ở trên bàn. Một người trong đó liền phản ứng dữ dội vì cho rằng L vẫn chưa tin tưởng họ, sợ họ dùng điện thoại để truyền tin ra bên ngoài. Nhưng L bảo chẳng qua là anh ghét nghe tiếng điện thoại reo trong lúc đang bàn bạc mà thôi. Sau đó L ngồi xổm trên ghế. Đây cũng là cách ngồi đặc trưng của anh, người đời hay gọi cách ngồi này là ngồi kiểu L. Anh còn căn dặn cả bọn đừng ghi lại những gì mà anh nói, hãy cố ghi nhớ nó ở trong đầu. Và từ giờ cũng đừng gọi anh là L nữa, thay vào đó hãy gọi anh bằng cái tên Ryuzaki, mục đích cũng là để cho cẩn thận mà thôi. Matsuda bảo nếu Kira cần biết họ tên và khuôn mặt thì bây giờ ta chỉ việc yêu cầu giới truyền thông đừng đưa tin về tội phạm nữa là được. Nhưng Ryuzaki cho rằng nếu làm vậy thì người dân sẽ thế mạng, cả bọn nghe anh nói mà ngỡ ngàng ra mặt. Anh bảo Kira là một kẻ rất trẻ con và háu thắng, bản thân anh cũng là một kẻ rất trẻ con và háu thắng, cho nên anh rất hiểu Kira. Trước kia Kira chỉ giết mỗi tội phạm mà thôi, nhưng khi anh tuyên chiến với hắn trên TV thì hắn đã phá lệ và thẳng thừng trừ khử Lin L. Taylor, một tên tử tù thế thân của anh lúc ấy. Sau khi anh nói hắn đang ở vùng Kanto, Nhật Bản, thì các vụ tiếp theo hắn chỉ tập trung tại mỗi Nhật Bản. Hắn phản đòn một cách không do dự với mọi khiêu khích của anh. Với một kẻ như vậy nếu ta hạn chế truyền thông thì sẽ rất nguy hiểm. Khi ấy hắn sẽ bắt đầu giết những tội phạm tội nhẹ hơn, thậm chí là với những người dân vô tội. Và hắn sẽ đổ hết mọi tội lỗi đó lên đầu chúng ta, cho rằng những kẻ che giấu cái ác như chúng ta mới là có tội, còn người ra tay vì chính nghĩa như hắn thì không. Rồi anh thử đề xuất một ý tưởng. Nếu ta tung tin rằng nước Mỹ đang rất tức giận về việc các đặc vụ FBI bị sát hại, toàn thế giới đều phẫn nộ với Kira, nên các nước phát triển đã cử 1.500 đặc vụ đến Nhật để truy lùng hắn, thì lúc đó chắc hẳn hắn sẽ nghĩ thế này, kẻ địch của ta không chỉ có mỗi FBI nữa mà giờ là cả thế giới. Khi hắn bị dồn ép tinh thần như thế, hắn sẽ bắt đầu lo lắng và đứng ngồi không yên. Nghe ý tưởng này khiến các cảnh sát thích thú ra mặt, vì thực tế chỉ có vài người mà giờ lại thổi phồng lên tận 1.500 người, lực lượng không thực sự tồn tại nên sẽ chẳng lo bị Kira thủ tiêu. Sau đó Ryuzaki tiếp tục phát biểu thêm về ý kiến của mình với Kira, anh cho rằng hắn chỉ hành động một mình. Trước kia hắn đã lấy được thông tin từ trụ sở điều tra cảnh sát. Hắn cần biết họ tên và khuôn mặt để giết người. Hắn còn có thể thao túng thời gian tử vong và điều khiển được hành vi của nạn nhân trước khi chết. Nói xong anh bắt cả bọn ghi nhớ thật kỹ những điều đó trong đầu trước khi anh bắt đầu với nội dung tiếp theo. Rồi anh lôi cây bút lông ra để viết lên bàn cho mọi người dễ hình dung. Anh bảo vào ngày 14 tháng 12, 12 đặc vụ của FBI đã đến Nhật. Ngày 19 tháng 12, Kira bắt đầu thử nghiệm việc điều khiển hành động của nạn nhân trước khi chết và đối tượng là các phạm nhân ở trong tù. Tức là trong khoảng 5 ngày từ ngày 14 đến ngày 19, Kira đã phát hiện ra FBI và xem FBI là mối đe dọa cần phải tiêu diệt. Nhưng để biết mặt và tên của những FBI này, thì hắn đã thử nghiệm lên phạm nhân để xem mình có thể chi phối cái chết đến mức độ nào. Và vào ngày 27 tháng 12, tất cả 12 đặc vụ FBI đến Nhật đều đã bị hắn sát hại. Trong khoảng từ ngày 19 đến ngày 27 này, có đến 23 người chết vì bị đau tim được phát hiện. 23 người này gồm những tội phạm đang bị truy nã, người có tiền án và người mới chỉ bị tình nghi là phạm tội. Khác hẳn so với mục tiêu mà Kira đã chọn lúc trước, tức là để có thể biết mặt và tên của các FBI thì Kira cần phải điều khiển những người này. Và mục đích mà hắn giết tận 23 người là để phía cảnh sát không thể khoanh vùng được. Thực tế hắn chỉ sử dụng vài người trong số đó mà thôi. Từ lúc thử nghiệm cho đến lúc hành động là 8 ngày, đó là khoảng thời gian mà hắn để các FBI đi điều tra thêm người, nhằm tránh cho bản thân mình bị nghi ngờ. Và Ryuzaki tin chắc Kira nằm trong số những người mà FBI theo dõi trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 19. Sau đó anh lấy tập hồ sơ mà FBI đã gửi đưa cho cả bọn xem. Hồ sơ này chứa thông tin những đặc vụ FBI nhận được tài liệu về 12 đặc vụ. Phía cảnh sát phấn khích ra mặt, vì với thứ này thì họ tự tin mình sẽ tìm ra được Kira. Và trước tiên họ sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm điều tra 23 nạn nhân bị đau tim và một nhóm điều tra các đặc vụ FBI đã bay màu. Cục trưởng có một điều muốn hỏi Ryuzaki, đó là ban nãy anh bảo mình giống Kira ở cái tính háo thắng, nhưng chả phải việc anh để lộ mặt với phía ông là đã thất bại trước Kira rồi hay sao? Anh liền bảo phải là thất bại thảm hại mới đúng,
vì anh không chỉ lộ mặt mà còn mất luôn cả 12 đặc vụ FBI. Tuy nhiên, anh tự tin mình vẫn sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên mà anh phải đánh cược cả mạng sống của mình. Cho nên anh muốn chứng minh cho những người cũng đang đánh cược cả mạng sống giống như anh ở đây rằng chính nghĩa sẽ luôn luôn giành chiến thắng. Thực tế, lần đầu nhìn thấy L thì cục trưởng vẫn chưa tin anh là L thật. Nhưng khi nghe những lời lẽ vừa rồi thì ông đã có thể khẳng định rằng anh đúng thật là L. Trước khi kết thúc thì Ryuzaki muốn được nói chuyện riêng với từng người để đảm bảo trong số những người ở đây không có ai là Kira. Cả bọn không ngờ đến nước này rồi mà L vẫn chưa tin tưởng họ. Nhưng cục trưởng cho rằng Ryuzaki làm rất đúng. Vì nếu Kira có thể lấy được thông tin nội bộ cảnh sát thì hắn cũng có khả năng đang ở đây. Cả bọn chợt thấy L đang mạo hiểm tính mạng khi để lộ mặt của mình với họ. Còn L thì đang suy nghĩ về một manh mối nào đó, một manh mối mà anh cho rằng đó là thứ quyết định. Trong khi đó, Raito cũng đang lo nghĩ về một vấn đề, đó là nếu như kế hoạch của cậu có một vết nứt nào đó bị phơi bày thì cậu sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Và vết nứt duy nhất trong kế hoạch của cậu chính là vụ cướp xe buýt. Tuy nhiên, cậu vẫn tin sẽ chẳng có ai nghi ngờ Kira có dính líu tới vụ đó. Vì phía cảnh sát và L đều đang nghĩ rằng Kira chỉ có thể làm cho nạn nhân chết vì bị đau tim mà thôi. Nhưng nếu chẳng may có ai đó phát hiện ra được thì nó sẽ trở thành một vấn đề cực kỳ lớn đối với cậu. Vì cục trưởng bận việc không thể về nên Raito xung phong mang quần áo đến sở cảnh sát cho bố mình. Cậu còn xé một trang giấy của Death Note đem theo để đề phòng. Chị bạn gái của Jay lúc này cũng đang trên đường đến trụ sở cảnh sát. Chị nhớ hôm bữa Jay có bảo với chị là đi đến ga Shinjuku và đúng ngày hôm ấy ở ga Shinjuku có 4 nạn nhân chết vì bị đau tim. Và còn vụ cướp trên xe buýt nữa, chị khẳng định nó không thể là một sự trùng hợp được, bởi lẽ chị tin chắc rằng Kira có thể giết người bằng cách khác ngoài đau tim. Gọi điện cho bố mãi không được nên Raito đoán bố đang có cuộc họp quan trọng. Bước vào trụ sở thì cậu thấy có một chị gái đang đòi được nói chuyện với tổ điều tra chuyên án Kira. Và chị gái này chính là bạn gái của Jay, nhưng Raito của chúng ta vẫn chưa biết điều đó. Phía lễ tân bảo hiện tại không có ai trong tổ điều tra ở đây nên chị không thể gặp họ được. Tuy thế, chị vẫn muốn được liên lạc với họ vì chị có chuyện quan trọng về vụ Kira cần phải nói. Nghe chuyện quan trọng về vụ Kira khiến cho Raito rất để tâm. Thế rồi Raito mang quần áo đến nhờ phía lễ tân gửi cho bố mình. Khi thấy cậu thì anh chàng lễ tân liền nhận ra cậu là Raito. Vì năm ngoái cậu đã giúp phía cảnh sát phá một vụ án giết người khó nhằn, khi ấy anh cũng có mặt ở đó để chứng kiến. Anh còn hỏi cậu có định phá vụ án của Kira không? Cậu tự tin bảo nếu mọi việc thuận lợi có khi cậu còn phá được trước cả L. Nghe phá được trước cả L khiến chị bạn gái của Jay rất để tâm. Thấy chị có chuyện cần nói với tổ điều tra nhưng không thể liên lạc được, nên Raito liền bảo bố cậu là chỉ huy của tổ điều tra. Nếu chị cần thì cậu sẽ giúp chị chuyển lời trực tiếp đến ông ấy. Cậu còn tiết lộ sau vụ FBI bị trừ khử thì rất nhiều người đã rời khỏi tổ điều tra vì sợ bị liên lụy, nên tình hình hiện giờ tại trụ sở cũng đang rất là hỗn loạn. Nghe cậu tiết lộ cho người ngoài khiến phía lễ tân có hơi quan ngại. Cậu liền nói chuyện này bên ngoài đã đồn sùm hết cả rồi. Với lại khi nhìn vào ánh mắt của chị gái thì cậu rất có niềm tin ở chị. Cậu cho rằng chị là một người rất thông minh và thận trọng. Cậu đoán sau chuyện của FBI, chị đã nhận ra vấn đề trong sở cảnh sát nên mới đến đây để nói chuyện trực tiếp. Cậu còn bảo hiện tại cậu cũng không thể liên lạc được với bố, nhưng nếu cậu để lại lời nhắn thì sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ gọi lại. Khi đó chị có thể nói chuyện trực tiếp với ông ấy qua điện thoại của cậu. Ryu cảm thấy Raito hôm nay cởi mở một cách lạ thường nên đoán sắp có chuyện thú vị gì đó xảy ra. Sau đó cả hai cùng ra ngoài đi dạo tán dóc để chờ đợi. Raito giới thiệu tên của mình rất kỹ càng, cậu còn mô tả nó theo chữ kanji nữa. Giới thiệu xong thì cậu liền hỏi tên chị. Chị liền bảo mình tên là Maki Soko. Do cậu cũng mô tả tên bằng chữ kanji nên chị cũng mô tả như thế với cậu luôn. Bởi lẽ nếu như biết tên bằng chữ kanji thì cậu sẽ đỡ vất vả hơn khi ghi vào trong Death Note. Nhưng khi nghe tên của chị thì Ryu bỗng cười như được mùa. Rồi Raito bày tỏ suy nghĩ của mình về Kira cho chị nghe. Cậu nói Kira không chỉ giết được người mà hắn còn có thể điều khiển được hành động của họ trước khi chết. Nghe cậu nói khiến chị gái rất bất ngờ vì suy nghĩ của cậu giống y hệt chị. Ngoài ra chị còn nghĩ Kira có thể giết người bằng nhiều cách khác nhau ngoài đau tim. Nghe chị nói khiến Raito có chút quan ngại, còn tự hỏi không biết bà chị này thật ra là ai. Chị bảo mình tin chắc vẫn chưa có ai nhận ra điều này, nhưng nếu điều này là đúng thì chúng ta có thể sẽ tóm được Kira. Chị cho rằng một người quen của chị đã gặp Kira rồi. Raito liền cười và bảo nếu phía cảnh sát nghe thế cũng sẽ khó mà tin được. Chị cũng hiểu điều đó, nên chị mới muốn được gặp riêng người ở tổ điều tra. Raito thắc mắc sao người đó không tự đến để nói chuyện, vì như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Chị buồn bã đáp rằng vì người đó đã không còn trên đời này nữa rồi. Anh ấy vốn là hôn phu của chị, một trong các đặc vụ FBI đã bị Kira sát hại. Chị còn tiết lộ hôn phu của mình đã vô tình dính vào một vụ cướp xe buýt và chị tin chắc anh ấy đã gặp Kira trên chuyến xe buýt đó. Nghe đến đây thì Raito tái mét cả mặt vì cậu không ngờ bà chị này lại là hôn thê của Jay Penber. Rồi cậu hỏi chị tại sao chị lại nghĩ Kira ở trên xe. Chị nói 8 ngày sau kể từ ngày lên xe buýt, anh ấy đã chết cùng các đặc vụ FBI khác.
Còn tên cướp xe buýt là tên tội phạm cướp ngân hàng 2 ngày trước đó, và rồi hắn lại chết vì tai nạn. Chuyện này vốn rất hiếm xảy ra, nên chị nghĩ Kira có thể giết người bằng cách khác ngoài đau tim. Và vụ xe buýt này hẳn là do Kira dàn xếp để lấy thông tin từ phía đặc vụ FBI, rồi sau đó hắn mới lên kế hoạch để giết toàn bộ bọn họ cùng một lúc. Raito đánh giá bà chị này quả thật rất nguy hiểm, rồi cậu bảo suy luận của chị có hơi vội vàng. Nhưng chị vẫn khẳng định Kira đã điều khiển tên cướp xe buýt vì Jay có tiết lộ với chị là anh ấy buộc phải xuất trình thẻ FBI cho một người ở trên xe. Cuộc điều tra này vốn được giữ bí mật với phía cảnh sát nên cấp trên đã căn dặn họ không được xuất trình thẻ FBI cho bất kỳ ai. Và chị nghĩ thông tin FBI đến Nhật bị dò dỉ là từ chỗ của anh ấy. Ryu nhận ra những lời bà chị nói cũng chính là vết nứt mà Raito đã lo lắng. Raito bảo nếu như lập luận của chị là đúng thì Kira chắc chắn sẽ sớm bị tóm gọn, bởi vì rất có thể kẻ mà hôn phu của chị cho xem thẻ trên xe buýt chính là Kira. Cậu thầm nhủ bản thân mình thật may mắn khi bà chị nói chuyện này với cậu trước khi nói với phía cảnh sát. Cậu nghĩ có lẽ ngoài thần chết ra thì vẫn còn một vị thần khác đang hộ mệnh cho cậu. Cậu đánh giá những lời chị nói đều là sự thật, nên nếu thông tin này mà đến tai cảnh sát thì chắc chắn cậu sẽ tiêu tùng. Vì thế việc bây giờ cậu cần làm là phải xử lý bà chị. Thế rồi cậu lôi tờ giấy Death Note ra, cậu hỏi chị một số thông tin về vụ cướp xe buýt như thời gian, địa điểm các kiểu đủ thứ. Nhưng thực tế là dàn xếp cái chết cho chị và nội dung mà cậu ghi như sau. Maki Soko tự hẹo, từ 1 giờ 15 phút chiều ngày 1 tháng 1 năm 2007, chỉ nghĩ về mỗi việc tự hẹo sao cho không gây phiền hà cho ai và khó tìm ra thi thể nhất. Sau đó thực hiện nó và hẹo trong vòng 48 giờ, cậu thầm nghĩ nếu qua một thời gian có ai đó vô tình phát hiện ra thi thể đi chăng nữa, thì người ta cũng sẽ cho rằng chị đau buồn về cái chết của hôn phu nên đã nghĩ quẩn. Bỗng Ryu cười như được mùa, khiến cho cậu thắc mắc không biết ông cười vì điều gì. Sau một thời gian thẩm vấn từng người thì Ryuzaki tuyên bố không ai ở đây là Kira cả. Chợt Watari gọi điện thoại tới thông báo rằng ông sắp đến. Matsuda nhìn mà vô cùng ấm ức vì ban nãy Ryuzaki bảo cả bọn tắt hết thiết bị liên lạc mà giờ lại thản nhiên dùng điện thoại. Lát sau Watari đến và lộ mặt với tổ điều tra. Việc ông lộ mặt như thế này cũng là bằng chứng cho thấy Ryuzaki đã hoàn toàn tin tưởng cả bọn rồi. Sau đó ông lấy thẻ cảnh sát mà Ryuzaki nhờ ông làm đưa cho cả bọn. Ông bảo những thẻ này từ giờ sẽ là thẻ cảnh sát mới của mọi người. Dù Raito có đề nghị chuyển lại lời nhắn nhưng chị vẫn muốn tự mình nói chuyện trực tiếp với tổ điều tra. Sau khi nghe cậu phân tích thì chị càng muốn gặp họ sớm hơn bao giờ hết. Raito hiện giờ có quan tâm làm điều gì khác ngoài việc nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ của mình. Vì chỉ ít giây nữa thôi thì Death Note sẽ được kích hoạt. Nhưng thật lạ khi kim đồng hồ đã vượt quá 1 giờ 15 phút rồi mà bà chị lại chẳng hề có một chút biến chuyển nào. Bằng chứng là bà chị vẫn còn quan tâm tới Kira chứ chẳng hề nghĩ về cách tự hẹo. Raito tự hỏi không biết cậu đã làm sai điều gì, rõ ràng cậu đã thử nghiệm nguyên nhân tự hẹo với nhiều thằng và nó đều diễn ra suôn sẻ. Ryu tiếp tục cười như được mùa. Cậu chợt nhớ ban nãy lúc viết tên bà chị thì Ryu cũng cười thế này, thậm chí ngay cả lúc bà chị xưng tên thì Ryu cũng cười kỳ lạ y hệt thế luôn. Vì cả hai lần cười đều liên quan đến tên, nên cậu khẳng định bà chị đã dùng tên giả. Sở dĩ việc bà chị dùng tên giả cũng dễ hiểu, vì dây cho người khác xem thẻ tên và bị bay màu, nên tất nhiên bà chị sẽ cẩn thận không để người khác biết tên thật của mình. Raito bắt đầu bất an vì giờ sẽ rất khó để cậu moi ra được tên thật của bà chị. Nãy giờ cũng lâu, có lẽ tổ điều tra đã về nên bà chị đề nghị quay trở lại trụ sở. Raito buộc phải đồng ý vì nếu không sẽ rất đáng ngờ. Cậu cũng dần bị mất bình tĩnh, bắt đầu nghĩ tới việc dùng bạo lực để cướp giấy tờ tùy thân của chị nếu như tình hình trở nên tồi tệ. Nhưng cậu vội xua tan nó đi vì làm thế ở chỗ đông người chẳng khác nào chuốc họa vào người. Nên chỉ còn cách moi tên của bà chị theo lẽ tự nhiên mà thôi. Tuy nhiên sẽ rất khó vì bà chị là một người vô cùng cảnh giác. Ryu cũng biết cậu đang gặp khó khăn nên đề nghị cậu đổi mắt. Tất nhiên cậu không đời nào đồng ý đánh đổi phân nửa tuổi thọ của mình chỉ vì một cô gái. Thậm chí là trong suốt quãng đời còn lại cũng sẽ không bao giờ. Những thẻ cảnh sát mà Watari đưa đều là tên giả và chức vụ giả. Mặc dù cảnh sát dùng thẻ giả có hơi kỳ, nhưng vì để bảo vệ tính mạng trước Kira thì đây là tấm lá chắn hữu hiệu nhất. Ryuzaki căn dặn cả bọn hãy dùng nó khi xưng tên ở bên ngoài, tuy nhiên đừng dùng trong sở cảnh sát vì sẽ rất phiền phức. Ngoài ra anh còn yêu cầu Watari chuẩn bị thêm một số thắt lưng. Trong thắt lưng này có gắn thiết bị phát sóng nên anh sẽ biết được vị trí của từng người ở đâu. Đặc biệt khi nhấn hai lần vào mặt khóa của thắt lưng thì chuông điện thoại của Watari sẽ reo và Watari sẽ thông báo tên khách sạn và số phòng cho cả bọn ngay sau đó. Matsuda đeo vào thì cảm giác mình cứ như siêu nhân, khiến cho cục trưởng khó chịu vì anh dám xem chuyện này như trò chơi trẻ con. Do trụ sở cảnh sát hiện giờ không có ai sẽ rất bất ổn, nên Ryuzaki kêu cả bọn phải luôn có một người ở đó túc trực luân phiên. Thế rồi cục trưởng cử Aizawa đi về trụ sở. Do khách sạn này và trụ sở cách nhau không xa lắm nên về tới đó chỉ tầm khoảng 5 phút mà thôi. Chợt bà chị hỏi Raito có còn việc gì ở trụ sở nữa không, vì chị có thể tự đến đó một mình cũng được. Chị còn cảm ơn cậu vì nhờ có cậu mà chị có thêm tự tin hơn về suy luận của mình.
chỉ còn khoảng 5 phút nữa là về đến trụ sở cảnh sát. Raito đang bù đầu bù cổ nghĩ cách để có thể biết được tên của bà chị trong 5 phút ít ỏi này. Nếu không thì kiểu gì L cũng sẽ nghi ngờ đối tượng mà Jay Penber theo dõi chính là Kira. Và nhanh chóng 2 phút đã trôi qua và chỉ còn 3 phút nữa. Thế rồi Raito quyết định đánh liều chém gió với chị một phen. Cậu bảo thực ra chị không thể nói chuyện trực tiếp với người bên tổ điều tra được, khiến cho bà chị ngạc nhiên ra mặt. Raito thầm nhủ phải chém gió sao cho tự nhiên nhất có thể, để bắt chị tự khai ra tên thật của mình. Rồi cậu bảo chả phải trụ sở vắng tanh như chùa Bà Đanh một cách kỳ lạ hay sao, đó là bởi vì đội điều tra chuyên án Kira đang hoạt động ngầm nhằm bảo vệ danh tính của các thành viên. Nếu ai cũng biết danh tính của họ thì bi kịch giống như hôn phu của chị sẽ lại tái diễn. Nên giờ chị có đến quầy tiếp tân thì họ vẫn sẽ nói tổ điều tra không có ai mà thôi, và chị sẽ không bao giờ có thể gặp được tổ điều tra để nói chuyện. Chị thắc mắc sao cậu lại biết rõ mọi chuyện như thế. Raito làm vẻ mặt nghiêm trọng rồi bảo rằng đến nước này thì cậu đành phải thú thật với chị rồi. Thực ra cậu là một thành viên của tổ điều tra, và người chỉ đạo cho các hoạt động điều tra chính là L. Do sợ Kira nên nhiều người đã rút lui khỏi đội, vì thế hiện tại L đang rất thiếu nhân lực. Dù cậu vẫn còn học cấp 3 nhưng từng giúp cảnh sát phá 2 vụ án lớn trước kia, nên đã được cho phép tự do ra vào trụ sở và linh động điều tra. Nói chung thì những thành viên ít ỏi còn lại trong tổ đều rất đáng tin cậy. Nghe cậu chém gió khiến cho Ryu rất thích thú mà cười sặc sụa. Còn bà chị dù đã nghe cậu nói rõ như thế nhưng vẫn muốn đến trụ sở cho bằng được. Vốn dĩ chị cũng đoán được L là người chỉ đạo hoạt động của tổ điều tra rồi. Khiến cho Raito hoang mang ra mặt, cậu vội ngăn chị lại và bảo L sẽ không gặp chị đâu. Chị tiết lộ cách đây 3 tháng trước thì chị vẫn còn là một đặc vụ FBI và chị từng cộng tác với L vào 2 năm trước trong một vụ án ở Mỹ. Tuy gọi là cộng tác nhưng chị chỉ nhận lệnh qua máy tính chứ chưa từng gặp mặt L bao giờ. Lợi dụng điều này, Raito liền buông lời mật ngọt. Cậu bảo thảo nào phong thái và hành động của chị rất chuyên nghiệp, lập luận luôn bám sát trọng tâm và vô cùng sáng suốt, cho nên cậu sẽ cần học hỏi thêm nhiều điều từ chị. Chị nói vốn dĩ chị không tin phía cảnh sát và tổ điều tra cho lắm, nhưng riêng L thì chị hoàn toàn tin tưởng. Nếu bây giờ chị đến trụ sở cảnh sát và nhờ họ xác nhận tên tuổi, thì chắc L sẽ chịu nói chuyện trực tiếp với chị. Cậu liền hỏi tại sao chị lại tiết lộ chuyện chị muốn nói chuyện với L cho cậu nghe. Chị bảo chị rất sốt ruột khi không thể gặp được tổ điều tra. Thì đột nhiên cậu xuất hiện và tự xưng mình là con trai của chỉ huy tổ điều tra. Ngoài ra cậu còn cho chị một cảm giác giống như L vậy. Raito liền giang rộng bàn tay ra và rủ chị gia nhập tổ điều tra cùng cậu, vì tổ điều tra hiện đang rất thiếu người và rất cần những tài năng như chị. Chưa kể chị còn từng là một đặc vụ FBI và có được lòng tin từ L nữa. Như đó tư chất đã là quá đủ để chị được L tín nhiệm rồi. Và điều kiện tham gia vào tổ điều tra rất đơn giản, chỉ cần chứng minh danh tính bản thân và được một người trong tổ tiến cử, sau đó đợi L chấp nhận nữa là xong. Cậu còn nhấn mạnh cuộc gặp với chị chắc hẳn là do định mệnh sắp đặt. Nói xong cậu liền xin lỗi chị vì sự phấn khởi quá đà của mình, còn cho rằng tuy đây chỉ là hợp tác điều tra khi có thể, nhưng chị vẫn còn công việc riêng của mình và hiện đang sống ở Mỹ nên chắc là không thể. Chị buồn rầu nói mình đáng lẽ sẽ kết hôn với Jay vào cuối năm nay và sau đó chuyển tới Mỹ sinh sống, nhưng anh ấy đã không còn nên chị cũng chẳng biết mình phải làm gì. Raito tiếp tục chém gió thành bão, cậu nói chị vẫn còn rất trẻ trung và xinh đẹp nên hẳn công việc điều tra này sẽ rất là nguy hiểm. Nghe thế chị liền đáp rằng hiện giờ chị không còn gì để mất cả, ngoài việc muốn bắt Kira thì chị không còn mong muốn nào khác, cho nên chị xin được gia nhập tổ điều tra cùng với cậu. Đến đoạn này thì Ryu cười như hóa điên hóa dại, cười mà rung lắc cả màn hình, vì ông không ngờ Raito trông thế mà dẻo miệng ra phết. Sau đó Raito đòi xem giấy tờ tùy thân của chị liền xin lỗi và thú nhận với cậu cái tên Maki Soko ban nãy thật ra là tên giả. Nhưng cậu bảo không sao vì như thế càng chứng tỏ chị là người làm việc rất thận trọng. Rồi chị lấy giấy phép lái xe ở Nhật của mình đưa cho cậu và tên thật của bà chị là Misora Naomi. Ngay vào lúc Raito ghi vào tờ giấy Death Note thì cũng là lúc mà anh chàng Aizawa đi ngang qua. Và khoảnh khắc định mệnh này cũng chính là thời điểm mà tuyết vừa bắt đầu rơi. Chị Naomi thắc mắc sao Raito cứ nhìn vào đồng hồ mãi thế. Cậu liền nói với chị rằng Because I'm Kira. Nghe điều khủng khiếp này khiến cho chị tối sầm cả mặt và chị cứ thế đứng đó nhìn cậu như chết lặng đi. Cho tới khi kim đồng hồ chỉ đúng thời gian được ghi trong Death Note thì chị mới bắt đầu quay mặt và lặng lẽ bước đi. Raito nhận được điện thoại từ bố và hỏi chị có muốn nghe không, nhưng chị nói mình không có điều gì để nói cả. Raito dõi theo bóng lưng của chị từ phía sau và cậu gửi lời chào tạm biệt đến chị, một cựu đặc vụ FBI có tên là Misora Naomi. Vậy là tập 7 đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nhé!